Xin chào các hôm nay mình sẽ quay trở lại và hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm AutoCAD dành cho lĩnh vực kiến trúc nội thất và một số cái lĩnh vực có thể vẽ được kỹ thuật. Và phần AutoCAD cơ bản thì trong cái buổi đầu tiên này mình sẽ đi nói sơ qua cho mọi người về phần giao diện cơ bản và một số cái lệnh cơ bản. Thì như mọi người đã biết thì phần mềm AutoCAD ứng dụng ở trong thực tế rất là nhiều, trong các lĩnh vực như là kiến trúc xây dựng, rồi nội thất, cơ khí, rồi thậm chí là điện, rồi rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Đây là nội dung học trong buổi đầu tiên ngày hôm nay. Đầu tiên khi mọi người bật phần mềm AutoCAD lên thì cái phần mềm AutoCAD này mọi người có thể sử dụng nhiều cái phiên bản khác nhau. Ở đây mình đang sử dụng phiên bản AutoCAD 2013, nhưng mình đã đưa về cái giao diện mà tương ứng với cả các bản CAD thấp hơn. Ví dụ như mọi người làm quen, mọi người có thể tìm hiểu về phần mềm CAD cái version 2007, cái giao diện của nó cũng tương tự thế này thôi. Trước khi đi vào với cả AutoCAD thì mình sẽ nói qua phần giao diện một chút. Khi mình mới khởi động cái phần mềm AutoCAD lên, mọi người sẽ theo quan sát trên cái phần mềm này sẽ thấy là trên cùng sẽ luôn luôn có một cái thanh mình gọi là thanh menu. Nó là cái trình đơn đưa ra các cái công cụ và những công cụ này nó sẽ có cái tác dụng như thế nào và mình sẽ dùng trong những cái thao tác như thế nào thì mình sẽ dần dần mình tìm hiểu, mình đi sâu vào nó sau. Phía dưới mọi người sẽ thấy có một số cái thanh công cụ mặc định mà CAD nó đã tạo sẵn cho mình, hoặc là mọi người có thể lấy ra số lượng các cái thanh công cụ nhiều hơn bằng lựa chọn là chuột phải vào một vùng bất kỳ. Đây mình chọn AutoCAD này, rồi nó sẽ xếp ra một loạt các cái thanh công cụ ở đây rất là nhiều, nhưng mình cũng không nên đưa ra quá nhiều màn hình thì nó sẽ khiến cái màn hình của mình nó nhỏ đi, có nghĩa là cái vùng làm việc dưới này nó sẽ nhỏ đi và nó sẽ chiếm nhiều diện tích, sẽ khó thao tác, mình sẽ không quan sát được nhiều những cái vùng nhìn trong bản vẽ. Tốt nhất là mình nên đưa ra những cái thanh hay dùng nhất, những cái thanh mà không cần thiết mình có thể kéo ra mình tắt đi. Thậm chí về sau mọi người mà có thể biết được các lệnh tắt thì mọi người có thể tắt hết cả tất cả đi, không cần dùng nữa. Ví dụ như là tắt đi nó sẽ như thế này, cứ thế mình vẽ thôi, ví dụ thế. Phần dưới cái vùng mà màu đen trong màn hình này, mọi người thấy đây là nó được gọi là vùng làm việc. Cái vùng làm việc này là nơi hiển thị cái bản vẽ kỹ thuật của mình. Ví dụ như mình sẽ mở ra đây cho mọi người xem một cái bản vẽ kỹ thuật, một bản vẽ kỹ thuật bất kỳ. Thì mọi người sẽ thấy là cái vùng làm việc này là nơi hiển thị toàn bộ cái bản vẽ, cũng là nơi mình sẽ tạo ra các đối tượng để mình vẽ ra những cái đối tượng mà theo cái yêu cầu thiết kế của mình. Tiếp theo thì phía dưới này mình có một cái thanh rất là quan trọng, mọi người thấy đây, và cái thanh này nó gọi là thanh con măng này. Thế con măng này có một cái tác dụng là nó sẽ là nơi hiển thị những cái thông số và những cái lệnh này, những cái thông số rồi mà khi mà mình nhập qua bàn phím vào máy tính, ví dụ vào trong CAD, ví dụ như mình nhập một cái lệnh bất kỳ, mình gõ L chẳng hạn, đó là mọi người thấy là ở dưới này nó sẽ báo là cái lệnh đấy là lệnh gì, đúng không? Và ngoài ra thì cái thanh con măng này nó còn có cái chức năng là nó hướng dẫn chúng ta sử dụng cái phần mềm này, và nó sẽ hiển thị ra các cái lệnh bên trong đấy, các cái lệnh con nằm bên trong. Nếu mà mọi người khi mà mình tiếp xúc với cả CAD, hoặc là về sau mình làm việc với CAD hoặc mình chú ý thanh con măng thì mình sẽ có thể thao tác được nhiều những cái lệnh con bên trong, thì nó sẽ hỗ trợ mình vẽ tốt hơn rất nhiều. Thì trước khi mà đi vào
những cái lệnh cơ bản ở đây. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về cái tức là mình sẽ thiết lập một chút trước khi mà mình đi sâu vào. Đầu tiên mọi người sẽ chuột phải này vào một vùng bút kỳ rồi chọn phần option này để mình thiết lập một chút về về con trỏ chuột và về màn hình. Chuột phải chọn option, sau đây là cái cửa sổ option hiện ra, mọi người sẽ chọn phần display này. Display thì cái đầu tiên cần chú ý là cái phần crosshair này, mọi người kéo lên, mình sẽ kéo lên max 100. Thì cái crosshair size này là kích thước của cái thước con trỏ chuột trên màn hình. Thì khi mà mình kéo nó dài ra suốt màn hình như này, dài ra vô tận này, thì nó sẽ dễ dàng hơn trong quá trình thao tác cũng như là quá trình gióng các đối tượng thì sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo là về phần phần màu của hai cái thước con trỏ này, mình sẽ tích vào phần color này, mình chọn phần crosshair và mình đổi nó sang màu đỏ. Sau đấy mình tích vào cái tint for XYZ này để cho nó thay đổi ba cái trục màu khác nhau. Sau đấy mình chọn apply này. Tiếp theo thì mọi người thấy là ở đây cái thước nó đã thay đổi cái màu khác nhau rồi. Một cái yêu cầu tiếp theo là khi mà mình vẽ thì mình lên cho con trỏ chuột nó to ra một chút, thì mình chọn sang tab drafting này, mình sẽ kéo cái phần auto snap maker size nó to ra. Theo thói quen riêng của mình ý, thì mình cứ kéo ra to nhất, còn để kích thước bao nhiêu thì đấy là tùy mọi người, khi mọi người có thể quen thì mọi người để bao nhiêu thì tùy. Còn đây là cái cá nhân của mình thôi, mình sẽ để nó rõ nhất. Sau đó mọi người chọn apply, chọn ok. Thì lúc đấy mọi người sẽ nhìn thấy con trỏ chuột nó sẽ có cái hiện tượng như thế này, nó sẽ có cái hình dạng như thế này. Đấy là một số cái setting trước khi mà mình bước vào CAD. Tất nhiên trong cái bảng setting này sẽ còn rất nhiều những cái thông số khác, rất nhiều những cái lựa chọn khác để mà mình có thể tối ưu cái bản CAD của mình, tối ưu cái phần mềm AutoCAD này. Thì về sau mình sẽ quay trở lại mình nói cái bảng này sau. Trước mắt mình sẽ thiết lập một số cái thông số như thế đã. Ở đây thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người vẽ một cái lệnh vẽ đường thẳng đầu tiên. Lệnh vẽ đường thẳng đó là lệnh line. Lệnh line này, phím tắt của lệnh line sẽ là phím L. L là dùng để vẽ một đường thẳng. Mọi người gõ L Enter. Sau đấy thì tích một điểm làm điểm đầu tiên của đường thẳng. Tích một điểm là điểm đầu tiên này. Kéo ra. Khi mình kéo con trỏ chuột ra này, thì giữa điểm đầu tiên và điểm thứ hai nó sẽ xác định một cái hướng. Mình kéo đi theo cái hướng yêu cầu của mình. Khi kéo ra này thì mọi người có thể tích chuột, tức là kéo đến đâu thì nó sẽ xác lập một cái đường thẳng gì đấy. Hoặc là cái phương pháp thứ hai là tích một điểm, kéo ra, xác định hướng, sau đấy thì mình sẽ nhập kích thước. Nhập kích thước để nhanh thì mọi người sẽ nhập bằng bàn phím số. Ví dụ mình sẽ nhập kích thước của nó sẽ là khoảng 50. Mọi người chọn Enter. Thì cái đoạn đầu tiên từ đây cho đến đây nó sẽ xác lập một cái kích thước là 50 đơn vị theo cái yêu cầu của đề bài mà mình đã nhập vào. Sau đấy mọi người gõ Enter một lần nữa để kết thúc. Tức là mình sẽ vẽ một cái đường thẳng độ dài 50 đơn vị theo cái phương nghiêng này. Đấy là cái lệnh đơn giản nhất, mình sẽ thao tác lại. Đầu tiên L Enter, tích một điểm, kéo chuột ra, nhập kích thước, ví dụ 50, Enter cái nữa để kết thúc. Tiếp theo là một chế độ. Bây giờ mình muốn vẽ một đường thẳng nó thẳng hàng theo phương ngang này hoặc là thẳng đứng. Mình gõ L Enter này, mình tích một điểm, mình kéo ra. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái chế độ là chế độ F8 này. Phím F8, mọi người ấn phím F8 thì nó sẽ dường như cái đường thẳng mình vẽ này, nó sẽ bị khóa lại. Tức là nó chỉ cho phép mình vẽ ở hoặc là theo phương ngang hoặc là theo phương thẳng đứng thôi. Thì mình gọi nó là chế độ vẽ đường thẳng đứng hoặc nằm ngang. Đây là chỉ là một cái chế độ thôi. Phím F8 là phím bật tắt chế độ vẽ đường thẳng đứng và nằm ngang. Khi mình vẽ mình giữ phím F8
tích phím F8, mình ấn phím F8 này thì nó sẽ bật hoặc tắt chế độ. Thì khi mà bật tắt chế độ, mọi người nhìn đến dưới thanh quang mang này nó sẽ báo cho mình là chế độ auto on này, hoặc là off, chưa? Tùy vào cái lựa chọn của mình. Ví dụ như mình bật F8 thì nó báo là auto on, còn tắt đi thì đương nhiên là nó off, đúng không? Nhờ vậy mà mình có thể vẽ được những đường thẳng nó theo phương ngang này, hoặc là phương theo thẳng đứng này, nó dễ dàng hơn. Cũng tương tự thôi, mình kéo ra mình nhập kích thước ví dụ như là 1000, enter, enter cái nữa để kết thúc. Thì ở đây này, khi mà mình vẽ một đường thẳng kích thước nó quá dài, ban đầu mình sẽ không thể quan sát được hết cái đường thẳng đấy hoặc đối tượng đấy. Mình có một cái lệnh, ở lệnh zoom, mình tắt là z, dùng để zoom cái bản vẽ của mình. Nhưng mà để zoom lại tất cả thì mình sẽ gọi như sau, z enter này để mình đưa vào lệnh zoom. Sau đây mọi người quan sát cái lệnh zoom, nó có rất nhiều cái chế độ khác nhau. Mình có thể có chế độ như kiểu là chế độ on là zoom tất cả, chế độ center là zoom ở cái vùng trung tâm, hoặc chế độ extend là zoom mở rộng, chế độ scale, chế độ window là zoom theo zoom cửa sổ. Nó rất nhiều. Ở đây mình quan sát, muốn quan sát tất cả mình sẽ dùng phím on, thì mình sẽ gọi thêm a enter. Tức lúc này cái lệnh của mình sẽ là z enter a enter để quan sát tất cả mọi thứ. Đây là lệnh zoom. Tiếp theo thì mình quay trở lại lệnh vẽ đường thẳng một chút. Đường thẳng này có một cái chế độ, giả sử như mình khi mình vẽ mình muốn cái đường thẳng này nó nghiêng theo một góc xác định, ví dụ cái góc này, cái góc này mình muốn nó là nghiêng 30 độ hoặc 40 độ hoặc bao nhiêu độ để theo yêu cầu của mình, thì mình làm thế nào. Mình có cái lệnh sau, mình gõ L enter này. Giả sử như đây sẽ là cái điểm khởi đầu của đường thẳng, mình tích điểm đầu, mình kéo ra. Sau khi kéo ra này thì mình sẽ, mọi người sẽ nhìn thấy trên tranh con chuột chuột nó sẽ báo có một cái thông số bên cạnh, đó là mình sẽ nhập số trước, ví dụ thông số cái độ dài của nó sẽ là 1000. Sau đấy thì mình dùng phím tab trên bàn phím chuyển sang bên cạnh để mình nhập kích thước của cái góc, và mình nhập cái thông số góc nghiêng, ví dụ góc nghiêng sẽ là 45 độ. Sau đấy mọi người chọn enter này, enter đấy nó để kết thúc. Tức là cái đường thẳng này nó vẽ ra có độ dài theo cái thông số mình nhập là 1000 và nghiêng 45 độ, đúng không? Mình làm lại tương tự này, đó, enter tích một điểm, kéo ra này, nhập độ dài trước 1000, sau đấy ấn phím tab nhập góc nghiêng là 90 độ chẳng hạn, nó sẽ là được thẳng đứng, đúng không? Ví dụ thế. Thì với cái lệnh này mình có thể ứng dụng, mình vẽ được một cái hình, ví dụ như là một cái hình tam giác đều. Nhưng mà khoan một chút, mình sẽ nói với các bạn về cái quy tắc tính góc của AutoCAD. Ví dụ như mọi người thấy ở đây là một cái, đây sẽ là một cái trục tọa độ x, y, z. Như mọi người thấy thì thường thì đây trục này sẽ là trục x này, trục này sẽ là trục y, đúng không? Và đối tượng nó sẽ như này, hai trục x, y. Còn đây là góc tọa độ 0, 0, góc tọa độ 0, 0 này. Thì khi mà cái đối tượng của mình vẽ được vẽ ra này, chính là cái đường này. Ví dụ mình vẽ này, L enter này, tích một điểm, kéo ra này. Thì khi mà bạn vẽ ra như thế thì bạn tưởng tượng rằng đi qua cái điểm đầu tiên này luôn luôn có một cái hệ trục tọa độ. Nó ẩn mờ đi qua đấy. Sau khi mình kéo ra này thì nhớ rằng cái trục tọa độ của mình, cái cách tính góc nghiêng của nó sẽ tính quanh trục tọa độ này. Và nó có hai chiều. Chiều này sẽ là chiều dương này. Chiều này là chiều dương, tức là cái góc của nó sẽ tăng lên theo chiều này. Ví dụ mình vẽ, mọi người thấy khi cái góc nó sẽ tăng lên, ví dụ từ đây sẽ là 0 độ này. Mình tăng lên đây sẽ là khoảng 45-46 độ, đúng không? Đến đây sẽ là 90 độ, về đằng này sẽ là 180 độ. Thế còn đi ngược đằng này, có thể cái góc nghiêng nó sẽ tăng lên thành 360 độ và trở về góc 0 độ, đúng không? Đấy là chiều dương. Còn chiều ngược lại, chiều này sẽ là chiều âm này.
tức là để nhập góc nghiêng xuống phía dưới này, mọi người sẽ nhập thêm dấu trừ đằng trước. Ví dụ mình vẽ một đường nghiêng độ dài là 500, nghiêng nghiêng xuống dưới này 45 độ thì mình sẽ trừ 45 độ. Enter này. Thì cái đường này tức là nó nghiêng so với góc tọa độ sang phía bên tay phải này, với cái góc là 45 độ ở cái góc này, được chưa? Thế đấy là cái cách, cái quy tắc tính tính tọa độ tuyệt đối, tính 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 góc nghiêng tuyệt đối của tương đối của AutoCAD. Mọi người cứ nhớ là ngược chiều kim đồng hồ sẽ là chiều dương, còn cùng chiều kim đồng hồ sẽ là chiều âm. Bây giờ mình ứng dụng, mình vẽ một cái hình tam giác đều. Ví dụ kích thước của các cái cạnh tam giác đều thì cái yêu cầu của nó là, tức cái tính chất của tam giác đều sẽ là ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau. Mình sẽ để độ dài của nó sẽ là 1000. Mình làm như sau, là enter tích một điểm, kéo ra này. Mình sẽ nhập cái độ dài của cạnh đầu tiên là 1000. Enter này. Coi như một cạnh kết thúc đúng không? Thì để vẽ được thẳng này, đương nhiên mọi người sẽ phải dùng phím F8. Nếu mà không dùng F8 thì có thể nó sẽ bị chéo như này. F8 này. Enter này. Tiếp theo lên đây thì mình sẽ tắt chế độ F8 đi để vẽ được một cái đường thẳng tự do. Mình xác định cái góc nghiêng của nó tương đối bằng này. Đúng không? Thì đến đây mình lại nhập tiếp 1000. Ấn phím Tab chuyển sang bên này. Khi mà Tab chuyển sang bên này thì mình nhập 120 độ. Tại sao 120 độ này? Thì mọi người quan sát lại cái hình này. Mình sẽ copy cái trục tọa độ này ở đây ra. Đây thì cái trục tọa độ nó sẽ đi vào đây. Cái đường thẳng này sẽ là đường đường thẳng mình vẽ từ điểm này, từ cái điểm gốc tọa độ này. Thì như mọi người quay trở lại cái quy tắc tính góc này, thì góc nghiêng bắt đầu tính từ điểm này theo cái phương bên này, tính ngược lên theo chiều kim đồng hồ này. Thì mình nếu mình muốn góc trong này là 60 độ thì mình sẽ phải trừ góc ngoài, tức là mình lấy góc ngoài trừ góc trong, thì cả một cái góc từ từ phía bên này nửa cung đường tròn này sẽ là 180 độ này. Mình trừ đi 120 ngoài này, trừ đi 60 ngoài này sẽ có 120 ở bên ngoài. Sau khi mà mình có cái hai cạnh của tam giác đều này rồi, tiếp theo mình lại gõ L Enter tích một điểm ở trên này. Khi mình kéo xuống này, kéo xuống này thì các bạn lại tưởng tượng đi qua cái gốc tọa độ, đi qua cái điểm đầu tiên của đường cạnh của cái cạnh này sẽ có một gốc tọa độ đi vào đây, và mình lại dùng quy tắc tính góc kéo xuống dưới này nhập 1000. Tab này quay lại. Thì đến đây nhá, mình sẽ có hai cách nhập thông số, một là nhập theo chiều dương là chiều này, hai là nhập theo chiều âm này. Nếu chiều dương mình nhập là 240 độ, hoặc là chiều, nếu mà chiều âm thì mình nhập trừ 120 độ. Enter này. Sau đấy enter cái nữa để kết thúc. Như thế là mình với những cái thao tác đấy mình sẽ vẽ được một cái hình tam giác đều. Ở đây thì mình yêu cầu các bạn để vẽ được những cái hình này và những cái về sau ấy, thì mình có một số cái chú ý. Như là cái đầu tiên là cái cách thao tác chuột của cái phần mềm AutoCAD này. Thì khi mọi người sử dụng ấy, thì mình lên có cái thói quen ngay từ đầu là mình một tay cầm chuột, một tay sử dụng bàn phím thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Một tay mình cầm chuột và mình thao tác, và một tay thì mình sử dụng bàn phím, mình thao tác trên bàn phím sẽ rất nhanh. Tiếp theo là mình tìm hiểu một số cái lệnh khác. Một cái hình mà mình vừa vẽ ra, nhưng mà giả sử như mình muốn xóa nó, hoặc như trong bản vẽ này mình muốn xóa đi một đối tượng, thì mình làm như sau. Mình có một cái lệnh, là cái lệnh erc này, thì tắt là e, dùng để xóa các đối tượng. Thì ở đây mình sẽ nhập cái phím tắt đầu tiên nhé. Mọi người gõ enter này. Rồi nó, cái con trỏ chuột nó sẽ báo là select object, có nghĩa là nó bảo chúng ta là bạn hãy chọn một cái đối tượng. Mình quét chọn đối tượng, tức là quét chọn đối tượng cần xóa. Enter một cái nữa để kết thúc lệnh. Thao tác lại này, enter này, quét đối tượng cần xóa, enter. Thì để kết thúc cái lệnh đấy, tức là để thực thi cái lệnh xóa đối tượng mình đã chọn. Đấy là cái thao tác thứ nhất. Cái thao tác thứ hai mọi người có thể làm là mình quét chọn đối tượng trước, sau đấy mình gán cái lệnh
mình quét chọn đối tượng trước này, sau mình gắn lệnh enter, tức là gắn lệnh e là lệnh xóa đúng không, enter này. Thì nó cũng xóa được đối tượng đi. Ở đây thì qua các cái thao tác vừa rồi mọi người có thể thấy là chúng ta có hai cái cách để thao tác chuột. Thứ nhất là mình ra lệnh trước này, mình gõ lệnh trước, sau đấy mình gõ lệnh trước enter này, quét đối tượng rồi enter để cho nó thực thi lệnh. Cái thứ hai này là mình sẽ quét đối tượng trước và gán cho nó một cái lệnh và enter. Đây là hai cách để thực thi cái lệnh xóa hoặc là một cái lệnh bất kỳ trong get. Ví dụ mình xóa cái đường cái hình tam giác này đi, enter, quét chọn cả hình, xóa. Thì một cái đối tượng khi mà nó quét, mọi người sẽ thấy là nó sẽ có ba cái điểm. Ví dụ đối tượng mới, ba điểm trên một cái cạnh như này, nó xác định điểm đầu tiên, trung điểm và điểm cuối cùng của cái đoạn thẳng. Thì khi mà quét này, nó sẽ hiển thị như này, mình xóa đi là xong. Mình sẽ tìm hiểu một số cái chú ý trong get để cho nó dễ dàng tìm hiểu hơn và dễ dàng thao tác hơn ấy. Thì đầu tiên sẽ là cái cách chọn đối tượng trong get. Ví dụ như đây mình có một loạt các đối tượng như thế này. Thì mình sẽ tìm hiểu cách chọn đối tượng trong get. Khi mọi người quét chuột từ phải qua trái này, thì đây là cái cách tích chuột này, tích một cái mình nhả chuột ra, mình kéo sang phía bên này thì mình sẽ chọn được đối tượng. Thì khi quét chuột từ phải qua trái, cái vùng chọn của mình này nó hiện màu xanh đúng không, mình chỉ cần chạm nhẹ vào đối tượng. Ví dụ như mình chạm vào cái đối tượng này, chạm vào cạnh đối tượng này, thì đối tượng lập tức được chọn. Chạm đến đối tượng nhỏ trong này, đối tượng nhỏ cũng sẽ được chọn. Nhưng mà khi mình quét chuột từ phải, từ trái qua phải này, thì nó hiện ra một màu xanh khác, một xanh xanh lam. Còn bên này sang là màu xanh lục. Xanh lam này thì nó không chọn được đối tượng. Và cái yêu cầu chọn được bằng cái cách chuột, bằng cái chọn chuột như này ấy, là cái vùng chọn màu xanh này của mình phải bao trùm được đối tượng. Ví dụ trong trường hợp này thì mình sẽ thấy là ba cái hình này sẽ được chọn, còn hai cái hình này sẽ không được chọn vì là hai hình kia nó nằm ngoài cái vùng chọn. Đây là hai cách chọn chuột khá quan trọng trong get. Mình nhắc lại một lần nữa, chọn chuột từ khi mà chọn đối tượng từ phải qua trái này, thì vùng chọn chỉ cần chạm vào đối tượng mà thôi. Còn khi mà quét chuột từ trái qua phải thì vùng chọn phải bao trùm hết đối tượng, phải bao trùm hết đối tượng như thế này thì mới chọn được đối tượng. Cách chọn thứ hai là mình có thể tích chuột, tích vào cạnh các đối tượng này thì mình sẽ chọn được các đối tượng. Ok. Một cái chú ý nữa là cái cách nhập lệnh trong AutoCAD. Thì mình nhắc lại cái ban nãy thôi. Cách nhập lệnh thì cách thứ nhất là mình nhập lệnh trước, gắn lệnh sau, ví dụ như lệnh E, lệnh xóa đối tượng, nhập lệnh trước này, rồi chọn đối tượng sau, rồi enter để cho thực thi. Cách thứ hai là chọn đối tượng trước, sau đấy thì mình sẽ gán cho nó một cái lệnh rồi ấn enter. Thì đấy là hai cách mình có thể dùng như thế nào đấy, thì tùy vào cái cách dùng của mỗi người và tùy từng cái yêu cầu công việc. Có thể là sẽ còn những cái vấn đề khác thì mình sẽ trong quá trình làm việc mình gặp vấn đề nào mình sẽ nói luôn với mọi người. Tiếp theo mình tìm hiểu một cái lệnh là dùng để zoom bản vẽ. Thì cái việc zoom bản vẽ để mình quan sát này thì đơn giản là mình sẽ cầm chuột mình zoom lên, mình dùng cái con lăn của chuột mình zoom. Nếu mà chuột nào mà không mà hỏng con lăn thì sẽ rất khó vẽ két, thậm chí là sẽ không dùng được. Một số cái trên thị trường có một số cái loại chuột mà khi mà mua về mọi người sẽ không vẽ cái được đâu. Mình khi mà mua về mình phải lưu ý đi cái con lăn chuột này. Có thể con lăn đấy khi mọi người lướt web hoặc là khi mọi người làm một cái việc gì đấy vẫn có thể sử dụng được, vẫn lăn được, hoặc thậm chí chơi game vẫn có thể lăn chuột được. Nhưng mà riêng két thì nó có một số dòng chuột sẽ bị kén,
cho nên mọi người mua chuột để vẽ két thì mọi người nên chú ý cái con lăn một chút. Đây là lệnh zoom bằng tay. Một lệnh khác dùng để di chuyển vùng nhìn bản vẽ như thế này. Và khi mọi người ấn, mọi người sẽ giữ, nó sẽ hiện ra cái biểu tượng bàn tay này. Đó là gọi là lệnh pan. Lệnh pan này. Phím tắt của nó là P enter. P enter rồi dùng dùng chuột trái để pan thế này. Hoặc dùng chuột thì mọi người sẽ ấn chuột giữa xuống. Ấn giữ chuột giữa và di chuyển chuột. Mình gọi là pan bản vẽ. Ví dụ như mình quay lại cái bản vẽ của mình ở đây. Mình pan bản vẽ như thế này để dùng để quan sát bản vẽ này, thì nó rất là, cái lệnh này rất quan trọng. Được chưa? Zoom lên này, lệnh zoom này, pan này để quan sát và hiệu chỉnh cũng như là để kiểm tra bản vẽ. Một lệnh tiếp theo mình có lệnh arc, arc, lệnh arc dùng để vẽ cung tròn. Phím tắt của nó là A. Mọi người gõ như sau. A enter này. Tích một điểm. Kéo ra. Tích điểm thứ hai, tích điểm thứ ba. Tức là ở đây mình có thể hiểu là vẽ đường tròn cái cung tròn qua 3 điểm. Ví dụ mình có 3 điểm. Mình vẽ cung tròn qua qua 3 góc của cái hình vuông này, mình gõ A enter này. Tích vào đây. Thì mình có một cái cung đi qua 3 điểm, 3 đỉnh của hình vuông này. Hoặc qua cái đường tròn này tương tự, A enter này. Được chưa? Thì đấy là cái chế độ vẽ đường tròn, cái cung tròn đầu tiên, A enter. Chế độ vẽ cung tròn có 3 điểm, A enter này, tích điểm nhất, điểm thứ hai, kéo đến tích điểm thứ ba. Cái này rất đơn giản. Tất nhiên là mình phải để có kích thước chính xác ấy, thì mình phải xác lập được ba cái điểm trước khi mình vẽ qua. Chế độ thứ hai của cái hình vẽ đường cung tròn này, đó là khi mọi người thao tác gõ A enter này để vào lệnh chính. Sau đấy mọi người quan sát dưới thanh comment nó chỉ có một chế độ là center, thì mọi người gõ C, thêm phím C enter, mọi người sẽ gõ cái chữ cái đầu tiên của nó, C enter này, rồi tích một điểm làm tâm của cung tròn, kéo ra. Sau đấy tích điểm khởi đầu của cung tròn, ví dụ cung tròn mình sẽ khởi đầu từ đây, kéo ra này, mọi người sẽ thấy là cái cung tròn này nó sẽ quét được một điểm trên cái này. Thì mình gọi là vẽ cung tròn qua tâm của đối tượng. Qua tâm, tất nhiên qua tâm mình sẽ xác định bán kính của cung. Ví dụ mình vẽ bán kính của cung nó sẽ có kích thước khoảng 1000. Mình vẽ trước một đoạn 1000 như thế cho nó dễ. A enter này. Rồi gõ C enter này. Tích một điểm làm tâm của cung tròn, kéo ra, tích điểm thứ hai. Tích điểm thứ hai này sẽ xác định cái bán kính của cung từ đây ra đây đúng không? Rồi mình kéo chuột ra. Khi kéo chuột ra này, trên con trò chuột nó sẽ báo mình là bạn muốn nhập độ dài cung. Ví dụ như là mình có thể nhập độ dài cung của nó là bao nhiêu đấy, hoặc là mình tích chuột đến điểm này chẳng hạn thì nó gióng từ tâm ra. Hoặc là mình có thể nhập cái góc của cung bằng thông số này. Góc cung này thì ví dụ mình muốn nhập 90 độ. 90 độ thì nó sẽ giữa 3 điểm của cái cung này, nó sẽ xác lập thành một góc vuông 90 độ. Thì đấy là cái lệnh vẽ một cái cung với cung góc vuông như thế. Nhưng lệnh này cũng không hay dùng lắm. Đây mọi người thấy là thành 1/4 đường tròn. Đấy là lệnh vẽ cung. Tiếp theo mình sẽ đến với lệnh cycle. Lệnh cycle. Phím tắt là C, dùng để vẽ một đường tròn. Lệnh này thao tác như sau này, gõ C enter. C enter này thì với những phiên bản két cao hơn này thì mình gõ một cái lệnh nào đấy, nó sẽ hiển thị các cái lệnh mà có chữ cái có thể gán được. Nhưng mà còn lệnh tắt của nó thì nó sẽ báo đây. C enter sẽ là lệnh vẽ đường tròn đúng không? Lệnh vẽ đường tròn như sau, C enter, tích một điểm làm tâm đường tròn, kéo ra, nhập bán kính, ví dụ bán kính 100, enter này, 1000 này, thấy chưa? Đây là cái cách vẽ đường tròn. Ví dụ đường tròn 3000, thấy chưa? Các bạn sẽ có cái bán kính của đường tròn 3000. Đương nhiên là bán kính đường tròn là 3000 thì đường kính sẽ là 6000.
từ cạnh này sang đây sẽ là 6.000 đúng không? Đây là chế độ vẽ đường tròn đầu tiên. Đường tròn có chế độ thứ hai dùng để vẽ đường tròn, đó là chế độ vẽ đường tròn qua hai điểm. Ví dụ bây giờ mình có cái đường thẳng này, mình cần vẽ đường tròn đi qua hai điểm này, tức là mình biết trước cái đường kính của đường tròn. Mình sẽ làm như sau, C Enter này. Mọi người để dưới thanh comment nó sẽ báo có 3 chế độ, 3P, 2P và TTR. Chế độ đầu tiên 2P, tức là đường tròn đi qua hai điểm. Mọi người gõ C Enter rồi gõ 2P Enter. Tích điểm đầu của cạnh của đường thẳng, tích điểm thứ hai của đường thẳng, mình sẽ có một cái đường tròn đi qua hai điểm. Ví dụ trường hợp khác, mình cần nối giữa cái điểm này và điểm này, mình sẽ gõ C Enter này, 2P Enter, tích điểm này, kéo điểm này. Thì đấy là vẽ đường tròn qua hai điểm. Một thao tác tiếp theo, một cái lệnh, một cái chế độ tiếp theo là vẽ đường tròn qua ba điểm của đường tròn. Mọi người làm như sau, C Enter này. Để dưới thanh comment sẽ có chế độ 3P, mọi người gõ thêm 3P Enter, tích qua ba điểm của đường tròn, ba điểm của một cái tam giác hoặc ba điểm bất kỳ. Ví dụ ba điểm 1, 2, 3 này, C Enter này, 3P Enter này. Được chưa? Đây vẽ đường tròn qua ba điểm. Ứng dụng để vẽ đường tròn ngoại tiếp một tam giác. Thế còn nếu mà vẽ đường tròn nội tiếp một tam giác thì đương nhiên mọi người sẽ phải tìm đường phân giác cho cái tam giác này, tìm đường phân giác này cho ba cái góc này, thì rồi mình sẽ vẽ được qua ba cái giao điểm của đường phân giác với cạnh đối diện. Thì đấy là đường tròn nội tiếp một tam giác. Ở đây còn một chế độ nữa của đường tròn, đó là mình muốn vẽ một cái đường tròn mà nó đi qua hai điểm, đi qua hai, tức là làm tiếp tuyến của hai cái cạnh. Đó là chế độ TTR, tan radius, tiếp tuyến của một làm tiếp tuyến của một cái cạnh, của hai cái cạnh. Mình gõ như sau, C Enter này, TTR Enter. Sau đấy mọi người di chuột vào hai cái cạnh, sẽ thấy có hai cái biểu tượng tiếp biến hiện ra, tích là cạnh thứ nhất, kéo xuống tích cạnh thứ hai này. Lúc đấy mình nhập bán kính cho cái đường tròn, ví dụ mình nhập bán kính là 500, mọi người sẽ thấy có một cái đường tròn xuất hiện. Mình làm lại nhưng nhập bán kính nhỏ hơn, C Enter, TTR Enter này. Cạnh thứ nhất, tích cạnh thứ hai này, nhập bán kính là 100. Được chưa? Làm tương tự, C Enter, TTR Enter, nhập bán kính 300. Mọi người sẽ thấy là nó sẽ nằm bên trong đường tròn. Thế tại sao cái bán kính này nhập 500 nó lại chui ra bên ngoài đường tròn? Bởi vì mọi người thấy là cái góc này nó nhỏ hơn cái hình tròn này, có cảm giác xu hướng nó nhỏ hơn, cho nên đường tròn này tự động nó sẽ đưa ra ngoài. Nhưng mà tất nhiên khi mà đưa ra ngoài này thì cái cạnh này, cạnh này kéo dài ra, nó vẫn cũng vẫn là tiếp tuyến của đường tròn này thôi, đúng không? Thì đấy là cái lệnh vẽ đường tròn qua tiếp qua hai tiếp tuyến của chính nó. Đến đây thì mình chuyển sang mình tìm hiểu một cái lệnh, đó là lệnh lệnh di chuyển một đối tượng. Lệnh di chuyển đối tượng hoặc là và lệnh copy sao chép đối tượng. Mình sẽ thao tác cái lệnh di chuyển trước. Lệnh di chuyển đó là lệnh mover. Lệnh mover và phím đất của nó sẽ là phím M Enter. Mọi người gõ M Enter, sau đấy quét chọn đối tượng cần di chuyển, Enter này, tích một điểm bất kỳ quanh cái hình này để làm điểm gốc di chuyển, kéo ra chọn hướng di chuyển. Và mình có thể tích đến một vị trí mới, tích chọn một vị trí mới này, hoặc là ví dụ như là mình cần đưa cái hình đấy vào trong cái cạnh của ô này chẳng hạn. Mình gõ M Enter quét cái hình này, rồi mình tích Enter này, tích một điểm để làm gốc di chuyển này, mình kéo ra tích vào cái vị trí thứ hai, tức là vị trí kết thúc của cái tuyến di chuyển. Tuyến di chuyển là theo cái đường chéo này, mọi người thấy là phía dưới này sẽ có
nó sẽ xuất hiện một cái đường chéo để xác định hướng. Đương nhiên là mình có thể nhập độ dài, ví dụ mình di chuyển thẳng mình dùng chế độ F8 hoặc chéo, đây là di chuyển tự do này, di chuyển thẳng hàng thì F8 này, kích thước của nó mình là khoảng 4000. Enter này, tức là vị trí từ vị trí nhất đến vị trí thứ hai là khoảng có khoảng cách 4000. Đấy là hai cách di chuyển, một cách di chuyển là tự do bằng tay này, là mình không nhập kích thước, mình tích chuẩn đến đâu di chuyển đến đấy. Còn cách thứ hai này là di chuyển có kích thước, nhập kích thước ví dụ 1000. Đấy là hai cách di chuyển. Cái lệnh di chuyển này cũng tương tự như lệnh xóa về cái cách nhập lệnh ấy. Mình có thể gõ M Enter trước rồi quét đối tượng này, rồi Enter tích một điểm kéo ra để thực thi cái lệnh. Cách thứ hai là mình quét chọn đối tượng trước rồi gõ M Enter tích một điểm kéo đi. Nhớ là luôn luôn có hai cách thao tác lệnh. Rồi với những lệnh thuộc cái phần gọi là hiệu chỉnh, còn những cái lệnh tạo thì mình sẽ không làm như thế. Tiếp theo là lệnh copy. Mình có một lệnh copy đối tượng, ví dụ copy hoặc nhân bản đối tượng. Mình có một hình ở đây, bây giờ mình muốn copy ra theo các ô này, mình sẽ làm như sau. Đó lệnh copy này, phím tắt của nó sẽ là phím CO hoặc là phím CP. Tức là mọi người sẽ có hai cái lệnh tắt khác nhau. Thực ra hai lệnh này khi mà thao tác những hình đơn giản thì nó sẽ là giống nhau, nhưng về bản chất thì hai lệnh này nó có sự khác nhau đặc biệt ở bên trong. Còn sự khác nhau đặc biệt thì về sau mình sẽ giải thích. Mình sẽ là thao tác như sau này, CO hoặc là mình gõ CP hai phím tắt Enter này, quét chọn đối tượng cần copy Enter, tích một điểm làm điểm gốc copy, kéo ra này, muốn đi copy thẳng thì mình giữ phím F8 tích đến vị trí tới này. Mình có thể copy rất nhiều đối tượng. Một cách thứ hai này cũng tương tự như cách nhập lệnh, đó là mình gõ CP Enter này, mình quét các đối tượng cần copy trước Enter, tích điểm kéo ra và mình có thể nhập thông số của nó, ví dụ mình copy từ trên xuống dưới này khoảng cách là 2500 Enter, thì mọi người sẽ thấy là từ điểm từ cái đối tượng nhất đến đối tượng thứ hai sẽ có cái độ dài là 2500, từ đây đến đây 2500. Ok, đấy là lệnh copy. Ở đây thì nó sẽ xảy ra một vấn đề, đấy là khi mọi người vẽ những đối tượng hình tròn này, hoặc những đối tượng mà có mềm theo dạng hình tròn hoặc cung tròn, một số trường hợp mọi người sẽ thấy là có những cái xu hướng mà cái đường tròn này nó trở thành những đường gấp khúc, nó trở thành những đường gấp khúc. Thực ra đấy không phải là hình bị lỗi, hoặc là không phải là nó CAD nó bị hỏng hay làm sao, hay là do file làm sao cả, mà đấy là chỉ là một cái chế độ hiển thị của CAD thôi. Chế độ hiển thị này thì nó giúp cho cái CAD của mình ấy, giúp cho phần mềm đồ họa CAD nó giảm bớt cái tài nguyên của máy tính, nó sử dụng ít tài nguyên máy tính hơn, cho nên là nó sẽ khiến cái máy của mình nhẹ nhàng hơn. Chính vì thế mà nó sẽ hiển thị đơn giản. Thì khi mà người zoom lên, mình sẽ thấy có cảm giác như là cái đường tròn này nó được tạo từ các đoạn thẳng. Thì mình có một cái lệnh, đó lệnh region này, để làm tươi các đối tượng. Thì khi mà chỉ khi trường hợp đấy xảy ra, mình sẽ gõ lệnh region, thứ nhất của nó là GE, làm tươi đối tượng. Thì lập tức cái hình tròn của mình nó sẽ tròn trở lại. Thực ra mọi người cũng có thể nếu mà để cái hình tròn mà nó không được tròn trở lại thì khi mình in ra ấy, có gặp vấn đề gì không? Bởi vì cái câu hỏi này mình đã gặp rất nhiều người hỏi cái câu hỏi này, thì mình trả lời là không, hình tròn in ra nó vẫn tròn bình thường. Đấy là chỉ là một cái chế độ hiển thị thôi, nhưng mà nó sẽ khiến cho mọi người khi mình vẽ mình cảm thấy khó chịu, thì nên mình nên làm tươi lại bằng lệnh RE. Tươi lại, lệnh này rất đơn giản, chỉ gõ RE Enter là xong.
Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tiếp lệnh, một số cái lệnh cơ bản tiếp. Đầu tiên này, để mà lưu được bản vẽ thì mình có cái lệnh tắt như sau. Ctrl S này. Ctrl S. Mình ấn tổ hợp phím Ctrl cộng S. Hiện ra một cửa sổ Set Drawing S. Rồi mình chọn cái đường dẫn để cái vị trí lưu bản vẽ, mình đặt tên cho bản vẽ. Ở đây sẽ là chọn định dạng cho bản vẽ. Thì thường thì mình sẽ chọn xuống định dạng CAD AutoCAD 27 hoặc là CAD 24 để cho cái bản vẽ của mình mà chuyển lưu cho người khác thì người khác có thể đọc được trên cái bản trên cái version CAD thấp hơn như thế. Bởi vì đây là phần mềm version CAD của mình là version CAD 2013. Thì nếu mình để version 2013 hoặc là 2010, mình gửi cho một bạn nào đó, mình chuyển lưu cho một bạn nào đó, bạn sử dụng CAD 207 hoặc 204 thì bạn ấy sẽ không thể mở được cái bản CAD của mình gửi cho. Vì thế mình sẽ để xuống CAD 27 là cái CAD bây giờ nó thông dụng và mình đặt tên cho nó, ví dụ như là đây là bài bài hướng dẫn một chẳng hạn. Mình chọn save. Cách thứ hai là mọi người sẽ vào file này, rồi mình chọn lựa chọn save này thì mình cũng sẽ lưu được bản vẽ. Một cái nữa, một công cụ nữa là lưu bản vẽ ra đường dẫn, mình có phím Ctrl Shift S, đó là Set Drawing S. Tức là từ cái bản vẽ mình được mở lên, ví dụ như cái bản vẽ kỹ thuật của mình ở đây, mình bây giờ mình muốn lưu lên một bản vẽ mới thì mình chọn Ctrl S, Ctrl Shift S, Set S này, cái tắt là Ctrl Shift S, rồi mình đưa ra ngoài, mình đặt tên cho nó, ví dụ nội thất hoặc là mình chuyển đổi nó thành một cái tên khác, rồi mình chọn Set thôi. Đấy là cái lệnh lưu bản vẽ theo đường dẫn. Một lệnh tiếp, tức là ví dụ như là bây giờ mình muốn mở một cái bản vẽ để mình xem thì mình có lệnh, mình có cái cách thứ nhất là mình vào file mình chọn open, rồi mình chọn đường dẫn cho cái bản vẽ mình cần mở, chọn bản vẽ cho cái bản vẽ mình cần mở, rồi mình chọn open thì bản vẽ nó sẽ được mở lên. Ví dụ như thế này. Cách thứ hai là mình có thể dùng phím tắt. Phím tắt là phím Ctrl O. Mình giữ tổ phím Ctrl cộng O. Rồi hiện ra cửa sổ. Rồi mình chỉ việc chọn bản vẽ, mình chọn Open. Thì bản vẽ lập tức được mở lên. Thì đây sẽ là cái bản vẽ mình mở lên được như này. Tiếp theo một lệnh mới từ cái bản vẽ đang có này, bây giờ mình muốn tạo thêm một cái bản vẽ mới nữa, mình có lệnh mình có cách làm. Thứ nhất là vào file này mình chọn new, sau đấy mình chọn lựa chọn Arcade ở trong cái danh sách, ở trong cái template này, chọn Arcade này, chọn open này. Thì một bản vẽ mới hoàn toàn được hiện ra và mình có thể thao tác với những cái lệnh mới hoàn toàn trên này. Hoặc là phím tắt của nó sẽ là Ctrl N, Ctrl N, Ctrl N để tạo bản vẽ mới. Vừa rồi là cái một số những cái lệnh cơ bản. Tiếp theo thì mình sẽ nói thêm về một số cái chế độ khác như là một cái chế độ mình cần tìm hiểu, đó là chế độ truy bất điểm và khái niệm về truy bất điểm và các cái định dạng trong truy bất điểm. Đầu tiên mình tìm hiểu như thế nào gọi là truy bất điểm. Ví dụ như trong trường hợp ở đây có một cái trường hợp như là trường hợp ban nãy mình vẽ một cái hình, hình tròn đi qua ba góc của một tam giác. Mình gõ C Enter này, 3 P Enter này, thì mình tích vào ba đỉnh của tam giác này,
Thì khi tích chuột đến đến đỉnh giám sát, mọi người thấy một cái biểu tượng hình vuông hiện ra, hoặc là đây có một biểu tượng dấu cộng hiện ra tại góc đấy, để giúp cho mình vẽ được cái hình chính xác. Ba cái đỉnh này sẽ tiếp xúc trực tiếp vào đường tròn này. Ví dụ như đây là một cái ví dụ cụ thể, thì nhờ cái chế độ truy bắt điểm sẽ giúp cho việc cái đỉnh này chạm sát vào cái cạnh đường tròn này. Chứ nếu mà mình không không có chế độ bắt điểm, ví dụ mình vẽ bằng không có chế độ bắt điểm, center và enter, mình không sử dụng chế độ bắt điểm, mình sẽ không bao giờ vẽ chính xác được. Khi mà zoom lên này, nó vẫn có sai sai số, nó sẽ không bao giờ chính xác được. Hoặc là khi mình vẽ, mình muốn vẽ một đường thẳng mới từ điểm xuất phát này, thì đương nhiên mình phải có bắt điểm để nó bắt chính xác vào cái điểm mình cần vẽ bắt đầu đi. Thì đấy là tại sao mình phải có chế độ bắt điểm, và chế độ bắt điểm là gì, dùng để vẽ chính xác vào những cái điểm cần bắt. Cái việc đấy thì nó sẽ giúp cho cái bản vẽ kỹ thuật của mình nó chính xác theo yêu cầu kỹ thuật. Vì yêu cầu kỹ thuật thì nó gần như là một cái thứ mà mình sẽ không không thể để nhiều sai sót, nhất là sai sót về 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 hình và sai sót về kích thước, là mình sẽ không được để sai sót. Bây giờ để tìm hiểu vào chế độ bắt điểm, mình có một cái lệnh, đó lệnh osnap này. Biểu tượng của nó sẽ là cái hình nam châm, vignette của nó sẽ là os, mọi người gọi os enter. Thì cửa sổ osnap setting, drafting setting hiện ra. Trong cửa sổ này nó có phần object snap này, là snap cũng nghĩa là bắt điểm hoặc là bắt dính. Còn object là các đối tượng được bắt điểm hoặc được bắt dính, tức là bắt điểm bắt dính các đối tượng. Thì trong này nó sẽ có những cái chế độ bắt điểm khác nhau, các cái công cụ tùy thuộc vào cái từng cái cách bắt điểm khác nhau. Thứ nhất là mình tìm hiểu về chế độ endpoint này. Chế độ endpoint mình sẽ xóa hết tất cả đi đã. Chế độ endpoint này nó hiểu như chế độ điểm đầu và điểm cuối của đường thẳng. Điểm đầu điểm cuối đường thẳng, ví dụ như thế này, mình có một đường thẳng ở đây. Chế độ endpoint là chế độ cho phép mình bắt điểm ở điểm đầu tiên này hoặc điểm cuối cùng, được chưa? Đây chế độ endpoint. Chế độ tiếp theo mình có chế độ là chế độ midpoint. Midpoint là trung điểm của đường thẳng. Chế độ midpoint là điểm chính giữa hoặc trung điểm đường thẳng. Trung điểm đường thẳng mình sẽ dùng như này. Ví dụ bây giờ mình muốn vẽ từ cái điểm màu xanh đi, là điểm trung điểm đường thẳng. Mình không sử dụng cái chế độ bắt điểm đấy mình sẽ không vẽ được. Thì mình phải tích vào. Đây mình sẽ vẽ. Tích vào đây nó sẽ quét chuột vào đây, nó sẽ xuất hiện ngay cái chế độ bắt điểm này. Mình chỉ việc mình vẽ thôi, tự động nó bắt điểm vào giữa các đường thẳng của mình, được chưa? Ví dụ thế. Thế đây là chế độ bắt điểm midpoint. Tiếp theo mình có chế độ center này, là bắt điểm tâm đường tròn. Bắt điểm tâm đường tròn, ví dụ như mình có hình tròn đây, thì để bắt điểm vào tâm đường tròn này mình phải bật chế độ center lên, vẽ một đường thẳng đi qua tâm đường tròn. Đây, để xuất hiện được cái tâm đường tròn mình sẽ phải làm, mình cái thao tác là mình quét chuột qua mép của đường tròn này thì nó sẽ hiện được cái tâm ở đây. Đây mình tích chuột vào, vẽ qua. Nếu mà người không làm như thế, tức là khi vẽ một đường này mình không tích chuột, không quét chuột vào cái cạnh đường tròn sẽ không hiện được cái tâm, không hiện được, mình không làm nào bắt được. Quét qua đây một cái nó sẽ hiện ngay lập tức. Đây cũng là một vấn đề mà những người mà mới tiếp xúc với CAD sẽ không biết làm thế nào để nhận ra cái tâm đường tròn. Rõ ràng là mình đã bật chế độ bắt điểm rồi nhưng mà không nhận ra được là do mình thao tác chưa đúng, mình không quét vào cái cạnh của đường tròn này. Quét vào đây một cái nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tiếp theo là chế độ bắt điểm node.
Nốt là chế độ bắt điểm mà điểm nút. Điểm nút thì nó là nơi các đường thẳng giao nhau hoặc các đường thẳng tụ lại nhau. Ví dụ nhiều đường thẳng tụ lại nhau như thế này. Mình có thể hiểu đấy là điểm nút. Cái điểm này sẽ điểm nút. Bắt điểm nút. Tiếp theo là chế độ quadrant này. 1/4 đường tròn. Quay trở lại đường tròn này. Mình vẽ một cái hình thoi vào đây. Mình phải bật chế độ bắt điểm 1/4 đường tròn lên. Nếu không sẽ không vẽ được. Nói enter này. Thì đấy là chế độ 1/4 đường tròn. Tiếp theo là các chế độ intersection, hai đường thẳng giao nhau. Hai đường giao nhau sẽ như thế này. Ví dụ hai cái đường thẳng giao nhau này. Thì tại cái cạnh giữa này sẽ là được intersection này. Tại vị trí giao nhau này. Chế độ extension này, chế độ đường thẳng dòng, đường dòng. Chế độ đường dòng này. Mình sẽ tích vào. Chế độ đường dòng này thì dùng sẽ nó sẽ hiển thị ra. Ví dụ mọi người thấy nó hiển thị một cái đường dòng, một cái đường đứt đứt bên cạnh kia. Thì đấy gọi là chế độ đường dòng. Như này gọi là chế độ bắt điểm đường dòng này. Để giúp cho mình xong các đoạn thẳng này kéo dài, bắt điểm nó sẽ dễ dàng hơn, vẽ và thao tác nó dễ dàng hơn. Chế độ intersection này là chế độ điểm chèn block, là chỉ dành cho một cái loại đối tượng gọi là đối tượng block. Block là một đối tượng mà về sau mình sẽ tìm hiểu trong AutoCAD. Tiếp là perpendicular này, chế độ bắt điểm vuông góc. Chế độ bắt điểm vuông góc dành cho những đối tượng mà cần bắt điểm vuông góc. Ví dụ như mình cần bắt điểm vuông góc từ từ vị trí này vào đến đường thẳng này, thì khi mà vào đến đây, đến vị trí vuông góc nó sẽ xuất hiện một cái biểu tượng của mình, chỉ việc tích vào đấy thôi. Chế độ tangen này tiếp ứng của đường tròn, chỉ khi mình dùng tangen thì mình sẽ bắt được tiếp ứng của cái cạnh của đường tròn này. Nếu không dùng tangen sẽ không vẽ được tiếp tuyến của đường tròn. Chế độ nearest. Nearest là cái điểm gần nhất. Ví dụ như trong những cái điểm mà mình vẽ ở đây, điểm gần nhất thì nó sẽ những cái điểm gần nhất này nó sẽ cho phép mình vẽ. Chế độ apparent intersection này, điểm giao nhau rõ ràng. Thì nó tương tự như chế độ điểm giao nhau, hai đường thẳng giao nhau như trường hợp ở đây. Parallel này, điểm song song là bắt những cái cạnh song song, những cái điểm trên đường thẳng song song, trên đường thẳng, hai đường thẳng song song nhau. Đấy là chế độ bắt điểm. Thì trong những cái chế độ mà mình dùng cái bảng O snap, O hit enter này thì mình điều chỉnh ấy, thì nó gọi là chế độ bắt điểm thường trú. Tức là mình đã bật lên rồi thì lúc nào mình cũng dùng được, lúc nào mình cũng, cũng nó cũng có tác dụng. Đương nhiên là ở đây có nhiều chế độ thì tùy thuộc vào cái đối tượng mình vẽ và những cái thao tác mà mình sẽ chọn những cái chế độ bắt điểm nào, tùy thuộc vào cái đối tượng. Thì khi mà mọi người dùng nhiều thì mọi người sẽ có cái cảm nhận riêng, có cái thao tác riêng là mình sẽ chọn chế độ bắt điểm nào khi vẽ hình. Ở đây còn một lệnh nữa dùng cho chế độ bắt điểm. Khi mà mình dùng OS này là mình chỉ thiết lập các chế độ chế bắt điểm. Thế còn để dùng nó hay không ấy, thì mình có một phím lại phím F3. Phím F3 này dùng để bật tắt chế độ chế bắt điểm thường trú. Ví dụ mình gõ lời enter này. Như thế này là đang dùng chế độ bắt điểm này. Đấy, các điểm nó đã được bắt. Còn nếu mình giữ F3, chế độ chế bắt điểm bị tắt đi, mình sẽ không vẽ được.
Bây giờ mình tích F3 một cái, xin lỗi chữ bất điểm được bật lại, mình lập tức mình vẽ lại được như bình thường đúng không? Thì mọi người nhớ cho cái phím F3 để bật tắt chế độ truy bất điểm thường trú. Ở đây thì còn một cái chế độ truy bất điểm khác mà trong CAD cũng có, nó cũng cung cấp cho mình khi trong khi vẽ, đó là chế độ truy bất điểm tạm thời. Tạm thời có nghĩa là như thế nào? Tức là mỗi lần mình vẽ mình chỉ dùng một lần thôi. Ví dụ mình muốn vẽ đường thẳng bắt điểm ở đây mà mình đã vô tình tắt chế độ bắt điểm đi rồi thì không bắt được, thì mọi người khi vẽ giữ phím Ctrl cộng chuột phải sẽ hiện ra một cái cửa sổ. Trong cửa sổ này thì nó sẽ hiển thị mọi cái chế độ truy bắt điểm mà mình có thể dùng. Ví dụ mình muốn bắt vào đây, nó là điểm endpoint này, điểm đầu đường cuối đúng không, mình tích chọn điểm vàng, mình chỉ tích được một lần thôi, đến cái vị trí tiếp theo mình sẽ không tích được, tức là nó chỉ tạm cho mình tích một phát thôi, đến vị trí tiếp theo không tích được. Mình muốn tích mình lại chuột phải, mình chọn endpoint, thì đấy mình gọi là chế độ truy bất điểm tạm trú. Ở đây thì còn một lưu ý cho mọi người nữa, đó là trong CAD thì khi mình nhập lệnh trên bàn phím mình có hai cái phím, là phím Enter này và phím cách. Phím Enter, phím cách này thì trong CAD thì đa số là các trường hợp nó sẽ giống nhau. Tức là ví dụ như lệnh vẽ đường line L Enter này, mình vẽ, mình có thể chuyển đổi thành L cách Enter, L cách này, L vẽ. Lúc này mình sẽ thấy là phím Enter, phím cách giống nhau. Nhưng mà khi mà mình viết chữ, về sau mình tìm hiểu các cái lệnh viết chữ về sau, mọi người sẽ thấy là phím cách và phím Enter này sẽ không dùng được trong một số trường hợp. Khi về sau mình tìm hiểu sâu hơn, mình đi vào những trường hợp cơ bản cụ thể thì mình sẽ rõ hơn. Bây giờ thì đấy là phần lý thuyết. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một số những hình cơ bản ở đây. Ví dụ như là vẽ một cái vẽ hình này. Cái hình này thì mọi người thấy ở đây có đầy đủ cái thông số để cho mình có thể vẽ. Ví dụ cạnh nghiêng này là 30 độ này. Độ dài của các cạnh đều có cả. Mình sẽ tiến hành mình vẽ cái hình này trước. Sử dụng lệnh line này, vẽ đường thẳng này, vẽ góc nghiêng này, rồi lệnh copy. Lưu ý đây là mình chỉ vẽ hình và những cái thông số dim này là mình đang dim vào để cho mọi người có thể quan sát được cái kích thước để mình vẽ, chứ mình không dim kích thước ngay, không hiển thị kích thước ngay trong cái hình mình vẽ. Mình sẽ thao tác như sau. Mình để cái hình ở bên cạnh này, vẽ cho nó dễ. Mình xóa toàn bộ cái này đi. Mình vẽ đầu tiên mình vẽ cái đoạn bên dưới này. Mình có kích thước của nó là 4000. Mình vẽ như sau, là Enter, tích một điểm, kéo ra, bật F8 này, nhập 4000, Enter. Sau đấy mình kéo chuột lên này. Mình quan sát ở đây thì thấy cái hình này cạnh này lên sẽ là 800, kéo lên nhập 800, Enter. Tiếp theo này, cạnh từ đây đi vào sẽ là 1000, Enter này. Kéo lên, cạnh này sẽ có độ dài 4000, Enter. Tiếp tục kéo sang, mọi người thấy là ở đây sẽ có độ dài 1000, Enter này. Enter một cái nữa để kết thúc cho tại đây. Tiếp theo mình sẽ thấy là cạnh này cũng có 800 giống như bên này, thì mình có thể rồi Enter mình vẽ từ đây lên 100, hoặc là mình dùng lệnh copy co Enter tích cạnh này, Enter này, giống từ vị trí này tích đến đây. Khi mà mình đi vào một cái hình cụ thể là mình sẽ thấy, mọi người sẽ thấy là cái khi mà copy một hình thì cái vị trí bắt đầu copy và điểm kết thúc nó sẽ rất quan trọng.
lúc đấy mình vẽ từ đây vào 1.000, 1.000 này, từ đây vào là 1.000, mình kéo lên, thì mình bật bắt điểm tích thẳng vào đây thì sẽ ra được cái hình, ra được cái tiết diện ngoài này. Tiếp theo mình vẽ cái góc nghiêng này, cái cạnh nghiêng này dài 6.000 và nghiêng nghiêng theo phương bên này sẽ là 30 độ. Rồi enter này, tích một vị trí bất kỳ này, bỏ F8 đi và nhập 6.000, chuyển phím tab nhập 30 độ, enter. Mình đã xong một cạnh đúng không? Sau khi xong một cạnh mình chọn tích chọn, gõ CO enter hoặc CP enter đúng không? Tích các vị trí rồi copy lên. Chưa? Thì mình sẽ có một cái cặp cạnh như thế. Bây giờ mình có thể dùng cái phương pháp là L enter rồi nối các đoạn này lại với nhau, hoặc là mình copy từ cái cạnh này dưới, các cạnh dưới lên như thế này. Mình copy cái cạnh này, CP enter, đóng lên đây thì cũng sẽ ra được cái hình. Tiếp theo là cái hình, cái còn cái cạnh này nữa. L enter, tích một điểm này, nhập này 13649 này. Tab này 1349 tab 30 độ. Thế là mình vẽ được cái hình như thế này. Ví dụ như hình này, mình đầu tiên mình sẽ vẽ một cái hình hình vuông, à một cái hình hình tròn. Mình vuông trước, là enter này, 5.000, kéo lên 5.000, sang ngang 5.000, bắt điểm ở đây là một hình vuông. Tiếp theo vẽ đường thẳng xuyên qua một hình vuông, enter, từ trung điểm bên này kéo sang đây, trung điểm bên trên kéo xuống dưới. Rồi vẽ một đường tròn, C enter. Sau đấy vẽ một hình vuông, một hình hình thoi. Tiếp tục vẽ một cung tròn, hai enter đi qua ba điểm. Ở đây thì khi mà mình vẽ một cái hình mà nó có nhiều cung này, tức là mình phải sử dụng cái lệnh vẽ cung nhiều lần, thì còn một cái chú ý nữa, đó là cái này có khả năng nhớ lệnh, là mình có thể nhập được cái lệnh mà mình vừa mới thao tác. Ví dụ ở đây mình vẽ A enter, mình vẽ xong cái cung này, mình muốn vẽ cái cung thứ hai mình không phải gõ lại A enter nữa, mà mình chỉ việc gõ enter thôi, mình vẽ tiếp tục. Cái cái này có khả năng nhớ cái lại cái lệnh mình vừa mới thao tác. Ví dụ L enter này, vẽ xong một đường thẳng kết thúc, mình muốn vẽ đường thẳng thứ hai mình không cần phải gõ lại L enter tiếp, L enter nữa, mà mình chỉ gõ phím enter và mình vẽ tiếp, nó nhớ lại cái lệnh mình vừa mới thao tác. Người ấn chuột phải mình sẽ thấy là sẽ có cái lựa chọn là repeat line, tức là nhớ lại cái lệnh line mình vừa vẽ. Sau khi vẽ xong, để muốn quan sát được toàn bộ cái hình, mình gõ Z enter, A enter đúng như ban đầu. Chuyển qua cái bài bên cạnh thì cũng là một số những hình cơ bản, và mình sẽ vẽ lại cho mọi người xem từ ứng dụng vẽ đường, vẽ hình tam giác đều, mình vẽ một cái lục giác đều. Thì từ cái hình này mình chỉ làm ví dụ vài hình thôi, còn lại những hình khác mọi người có thể tự vẽ. Mình vẽ lục giác đều, độ dài là 600. Mình sẽ vẽ như sau. L enter này, tích một điểm kéo ra, bật F8 đi thẳng 600, enter. Sau đấy thì tắt F8 đi, mình gõ 600. Sau đấy ấn phím tab chuyển sang bên cạnh, mình nhập 60 độ. Thế là đã có một cạnh 60 độ, là cái hình này khúc tọa độ đi qua đây. Nhớ lại quy tắc tọa độ tương đối một chút, cái góc đi qua đây thì cái góc trong này là 120 thì đương nhiên góc ngoài sẽ là 60.
Tiếp theo cái cạnh trên mình sẽ vẽ tiếp 600, áp chuyển lên và mình vẽ là 1.20. Cái cạnh này thì đơn giản, chỉ bật F8 này và kéo thẳng vào trong 600. Bây giờ đến đây rồi, mình có thể dùng phương pháp copy hoặc vẽ mới cũng được, nhưng ví dụ mình copy, mình gõ CO Enter, copy cạnh này chéo lên đây, cạnh này, cạnh này, có kéo dưới này. Thế là mình đã có một cái hình lục giác đều. Cái hình ngũ giác này tương tự, hình bát giác này cũng tương tự. Đấy là những cái hình mà mình có thể vẽ. Ví dụ như hình này thì mọi người sẽ vẽ như thế nào? Thì mình sẽ vẽ nó như sau này. Tất nhiên em sẽ có nhiều cái cách thao tác khác nhau. Những cái hình, đối với hình này thì mình có thể vẽ theo phương pháp là theo phương pháp vòng tròn. Ví dụ mình gõ tích từ bên này sang sẽ là 500. Mình kéo lên sẽ là 400. Đập vào là 100. Kéo lên tiếp là 200. Kéo ra 100. Lên là 400. Sau đấy mình kéo vào 300. Xong một phần. Tiếp theo mình vẽ một đường xuống đây là 400. Giờ mình đang vẽ cái đoạn đường chéo này. Mình chưa học những cái lệnh cao hơn thì mình sẽ vẽ theo phương pháp nối hình. Từ đây vào là 300. Sau đấy mình nối hai đường vào nhau. Sau đấy thì cái hai cạnh này mình không dùng, mình có thể xóa đi. Tiếp tục từ đây xuống 150 này. Sang đây là 200. Tiếp tục lên 150. Rồi đến đây thì coi như mình vẽ được một nửa. Rất đơn giản. Từ đây sang, từ đây lên là 200. Sang là 200. Lại dùng phương pháp nối hình, xóa hai cạnh này đi. Tiếp tục từ đây sang 200, xuống 200, rồi nối lại đây. Rồi đây. Tiếp tục vẽ từ đây đi 500. Kéo lên là 400 này. Và vào là 100. 200. Ra 100. Lên là 400. Vào là 300. Xuống là hoặc là sang này. 300. Hoặc là thậm chí mình nối trực tiếp vào đây cũng được. Cái phần này không cần thiết, xóa đi. Đây mình có cái hình như thế kia rồi. Một hình ví dụ như hình này mình vẽ như sau, là enter này, tích một điểm là 400, kéo lên này, độ cao 300. Thế là mình đã có một tam giác này. Bây giờ để vẽ tam giác thứ hai là 400, nối lên là có cái cạnh thứ hai. Bây giờ để có cạnh thứ ba này, mình tích từ đây 600, độ cao của nó từ đây đến đây bằng cái đinh này, kéo xuống dưới này. Bây giờ để có các cạnh phía bên này, mình lại vẽ tương tự. Mình chưa học những cái lệnh cao hơn như là lệnh đối xứng hay là những lệnh khác, mình phải vẽ thủ công. 400 đến đây là 300, rồi về đây tiếp tục với cái này đến đây. Bây giờ đến đây mình có thể copy cái cạnh này ra. Được chưa? Và copy nốt cái cạnh này ra. Bây giờ mình đã có một cái hình này. Cái hình dưới này thì tương tự cái hình trên. Ví dụ như hình này. Là enter. 1200. Kéo xuống là 600 này. Bây giờ mình cái đoạn này là 300, mình sẽ kéo vào 300, rồi nối vào đây. Đến đây là coi như cái hình của mình đã xong rồi. Mình chỉ việc copy cạnh này trên này xuống, cạnh này từ đây sang này. Là mình đã hoàn thành một số cái hình cơ bản. Thì dựa vào những cái thao tác của mình có thể vẽ toàn bộ những cái bài, những cái hình này.
Đây là cái video mà mình muốn thu để mình thể làm với cái mong muốn là hướng dẫn mọi người sử dụng cái phần mềm mà AutoCAD. Ngoài ra cũng là với một cái tức là mình cũng chưa thu nhiều video cho nên là cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm, nên là mong mọi người có thể góp ý để cho mình có thể làm được những cái clip hướng dẫn nó tốt hơn.